Xin chào các bạn trở lại với kênh S Garden. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp tách thân. Hoa đồng tiền hiện nay thì rất là được ưa chuộng. Có hai loại hoa đồng tiền, đó là đồng tiền cao. Đây là cây hồng hoa đồng tiền cao kép màu cam, và đồng tiền lùn. Có các phương pháp mà nhân giống hoa đồng tiền, đó là phương pháp mà gieo hạt và phương pháp cấy mô và phương pháp mà tách thân. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn về cách nhân giống cây hoa đồng tiền bằng phương pháp tách thân. Trước tiên là chúng ta phải chuẩn bị về giá thể dùng cho hoa đồng tiền. Thì ở đây mình dùng giá thể, đó là phân gà, hoai mục, trộn với chấu hun và đất. Các bạn chú ý phải xử lý để cho đất sạch bệnh các bạn nha. Để xử lý đất sạch bệnh thì chúng ta trước khi chúng ta trồng thì chúng ta phải ủ đất và ủ giá thể với nấm đối kháng Trichoderma. Đấy, cái loại đấy là nấm đối kháng để phòng ngừa các loại nấm gây ra thối rễ rất hay gặp ở hoa đồng tiền. Nếu mà chúng ta không xử lý tốt thì khi nhiệt độ cao, đặc biệt là mùa hè, sẽ làm cho cây hoa đồng tiền bị thối gốc và chết. Rồi bây giờ là mình đã giá thể này mình đã chuẩn bị và đã ủ và đã trộn. Thì sau đây mình sẽ tách cây hoa đồng tiền ra các bạn nhé. Đây là một khóm hoa đồng tiền lùn, vì vậy nó thân của nó rất là ngắn. Thế sau đây mình sẽ tách thân của nó ra. Rễ rất là nhiều nha. Rồi, chúng ta tách thân ra. Các bạn chú ý là mỗi cái cây hoa đồng tiền mà chúng ta tách ra đều đảm bảo phải có rễ các bạn nha. Đều đảm bảo có rễ này. Đấy, một khóm cây hoa đồng tiền nó rất là nhiều, rất là lắm cây con. Vì vậy các bạn tách ra, tách thành nhánh ra. Dùng kéo hoặc là dao lam tùy các bạn. Đấy. Bạn chú ý là đều đảm bảo là mỗi nhánh đều có rễ nhá, thì cây mới đảm bảo sống được. Đấy, cái này hỏng rồi. Đây, hai, ba. Rồi, cái này mình tách được làm 4 cây này. Đấy, cái cây này nó nhỏ quá, nó mất rễ, không có khả năng sống được. Rồi, sau khi chúng ta tách thân ra và đảm bảo mỗi thân đều có rễ thì chúng ta tiến hành trồng. Chúng ta có thể chọn bầu đây, bầu này mình chọn kích thước là 18 x 16 nhá. Là loại này là bầu cũng tương đối to đấy. Đối với cái hoa đồng tiền lùn thì bầu này là tương đối lớn, còn đối với đồng tiền cao thì là thích hợp với bầu 18 16. Tùy theo cái thời gian trồng mà chúng ta và cái loại đồng tiền mà chúng ta chọn bầu cho nó thích hợp nhé. Bây giờ là mình cho giá thể vào bầu nha. Các bạn chú ý là không nên
không nên cho đất đầy bằng mặt nhé, mà chúng ta phải cho đất thấp hơn một chút để khi tưới và nó không bị ra ngoài. Rồi sau đó chúng ta trồng vào, chúng ta có thể cắt ngắn bớt bỏ rễ cũng được. Đấy, sau đó chúng ta tiến hành trồng. Trồng sao cho cái gốc của nó vừa thấp hơn so với cái mặt đất một chút, chúng ta không nên vùi sâu quá. Đấy, vừa rồi là mình đã trồng xong một khóm hoa đồng tiền bằng phương pháp tách thân. Thì sau khi trồng thì các bạn tưới nước nhé. Ở đây là mình làm cho một khóm thôi, còn đối với chúng ta tách ra nhiều thì chúng ta có thể làm là luống. Rồi, cái mùa hè thì chúng ta nên tưới hoa đồng tiền ngày 2 lần, còn mùa đông thì tùy theo cái điều kiện độ ẩm, chúng ta quan sát đất mà có thể tưới 2 đến 3 ngày hoặc là mỗi ngày tưới 1 lần để cho cây hoa đồng tiền đảm bảo phát triển. Và khi bón phân thì các bạn dùng loại phân bón NPK loại cân bằng 20 20 20 hoặc là 15 20 20 để chúng ta hòa ra tưới khoảng 17 đến 10 ngày chúng ta tưới 1 lần phân bón để cho cây phát triển. Và đặc biệt cái hoa đồng tiền này thì có phòng trừ sâu bệnh, thì có 2 loại bệnh chính đó là bệnh bọ trĩ và cái bệnh nhện đỏ. Thì các bạn sẽ ra hiệu cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật để khi quan sát thấy lá bị nhăn hoặc là bị màu vàng thì các bạn ra để mua thuốc ở cửa hàng bảo vệ thực vật để phun thuốc bệnh bọ trĩ và bệnh nhện đỏ cho cây hoa đồng tiền. Rồi vừa rồi mình đã chia sẻ về cách chăm sóc, cách nhân giống cây hoa đồng tiền bằng phương pháp tách thân. Chúc các bạn có những khóm hoa đồng tiền đẹp và sặc sỡ. Và qua đây các bạn cũng lưu ý là cây hoa đồng tiền ưa mát, vì vậy các bạn phải làm để cây hoa đồng tiền ở trong mái che, tức là lưới đen, và đảm bảo là không bị mưa, nước mưa. Về mùa hè là mưa rất là nhiều nên là chúng ta cũng phải che chắn cho cây hoa đồng tiền để nó đảm bảo không bị úng và thối gốc. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.